Sanh chúng ám mưu Tây phương sát lình dân du Nam kỳ. Mượn nhầm một xác nhui bì, dạng dân sao tháng vậy thì xem sao. Tiếp theo chương trình là màn bắn pháo hoa để chào mừng ngày thuyết giảng lý Phật giáo Hòa Hảo tối đêm nay. Chào mừng giáo lý viên Phan Chí Tâm đã đến điểm lễ xã Tăng Được. Đây là màn bắn pháo hoa, kính mời quý vị hướng mắt lên lễ đài để cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại một màn bắn pháo hoa rất đặc sắc. Kính mời quý vị đồng hướng lên lễ đài. Tiếp sau đây quý vị hướng mắt về lễ đài để cùng chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đặc sắc trong buổi có thuyết giảng của lý Phật giáo Hòa Hảo có liên hai. Đây nghĩ cho một nhà con tay quý vị ơi, đây là bắn pháo hoa đã chào mừng ngày thuyết giảng của lý Phật giáo Hòa Hảo có liên hai. Và đây là màn bắn pháo hoa thứ hai để chào mừng giáo lý viên Phan Chí Tâm đến đây để gặp gỡ và trao đổi trong buổi thuyết giảng lý Phật giáo Hòa Hảo tối hôm nay quý vị ơi. Đề nghị chúng ta trong đồng đây. Và màn bắn pháo hoa là kính chào mừng tất cả quý ông bà cô bác đến đây tham dự buổi thuyết giảng lý Phật giáo Hòa Hảo tối hôm nay. Kính mời quý vị hướng mắt về lễ đài để cùng chiêm ngưỡng. Và đề nghị chúng ta vang lên trong nhà chúng ta. Kính thưa quý vị kính mến, đây là màn bắn pháo hoa để chào mừng ngày thuyết giảng lý Phật giáo Hòa Hảo tháng hai. Chúng tôi chân thành cảm ơn các vị kỹ thuật viên đã vượt qua đến cho một màn bắn pháo hoa thật là xinh đẹp. Đề nghị chúng ta quan lên thêm một tràng pháo tay quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý bà cô bác, chư quý đồng đạo kính mến, Đức Thầy cho biết là đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người, một hạng xuất gia, hai hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương, bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non am cốc, hàng ngày chỉ chuyên lo kinh kệ, săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá thánh thập phương nghe để hoài đầu hướng thiện, quy y Phật pháp, không còn thiết đến việc đời. Gia đình nhà cửa nhà sư là cả thế gian, thân quyến nhà sư là khắp cả nhân loại đại đồng. Đó là hạng người dốc tu cho mau thành Phật quả, thoát kiếp luân hồi. Hạng tại gia gồm tất cả đại chúng, tất cả thiện nam tín nữ chưa đủ những điều kiện để xuất gia, vì cảm thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, với gia đình, với đồng bào xã hội, nên chưa thể làm như những nhà sư hay như hay ni cô đặng. Tuy vậy họ cũng sẵn sàng quan ninh ca tụng lý tưởng từ bi bác ái đại đồng của nhà Phật và lực nhân quả do Phật thiết ra. Thế nên ở tại nhà họ phượng thờ Đức Phật, phát nguyện quy y, giữ gìn nít đều giới lực, hằng coi kinh sách, sửa tánh găng lòng, ủng hộ các sư. Như thế họ cũng lần lần lên con đường giải thoát.
đây là hạng người học Phật tu nhân. Bằng xét như trên thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Thế nên giáo pháp học Phật tu nhân này như thế nào? Theo lời dạy của Đức Thầy thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương Phan Chí Tâm để bước lên diễn đàn để giải trình qua đề tài học Phật tu nhân cho tất cả chư quý đồng đạo chúng ta cùng được am hiểu. Theo lời dạy Đức Thầy, xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa đồng đạo Lê Văn Công, thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, cũng là phó ban tổ chức, phó ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược. Kính thưa đồng đạo Trần Thị Ngọc Tuyền, là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn đến từ Phong Hòa tỉnh Đồng Tháp, cũng như quý vị ban trị sự trong địa bàn của huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long về đây tham dự. Kính thưa quý vị Mạnh Thường Quân, kính thưa quý vị Thiền Hữu Tri Thức, kính thưa cụ ông cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Thầy Tôn Kính khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 18 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022. Đêm nay là đêm 18 tháng 5, chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo của chúng ta vào giờ này, để cùng nhau chia sẻ lại lời châu ngọc của Tổ Thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi gia quyến, lời chào mừng đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, hôm nay chúng ta đón mừng ngày lễ trọng của đạo lần thứ 83. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng nơi đây ở huyện Bình Tân nói chung và xã Tân Lược nói riêng thì quý ban trị sự tích cực tổ chức rất là nhiều cái mô hình, và quý vị trong và ngoài địa phương cũng đến tham dự rất là đông đủ. Tuy vậy, ngoài cái giờ hành chánh lễ và đêm hôm qua là chánh lễ thì đáng lẽ ra đêm nay là đêm phụ, tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng hội trường quý đồng đạo đến tham dự rất là đông. Có thể nói rằng đây là cái truyền thống của đạo Phật giáo Hòa Hảo của vùng ở Bình Tân cũng như ở xã Tân Lược nơi đây. Thì từ ngày chúng tôi làm giáo lý viên đến giờ trên dưới là hơn 13 năm nay, mỗi lần về đây thì lúc nào cũng được sự ủng hộ của quý đồng đạo hết sức là đông đủ để trở về đây ủng hộ Phật Pháp. Cho nên đây là một cái điều hết sức là vui mừng đối với ban tổ chức cũng như trong cái bản thân của chúng tôi. Có thể nói rằng trong cái cuộc đời đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã đi trên dưới hơn 1.000 cái diễn đàn. Thì nói rằng ở cái diễn đàn của xã Tân Lược là rất là hiếm. Tôi nhớ những năm 2010, 11, 12, mỗi lần về đây trong các ngày lễ đạo như thế này thì có lần đồng đạo dự cỡ trên 1.000 người. Phải nói còn ghi lại trên hình ảnh của các cái trang mạng YouTube để lưu giữ lại các cái kỷ niệm mà chúng tôi về đây. Thì ngày hôm nay trở về đây thì giàu đàn không được 1.000 người, nhưng mà giờ này thì cũng từ 500-700 người đồng đạo xa gần đến tham dự ủng hộ Phật Pháp. Thì theo tôi nghĩ rằng không phải đồng đạo đến đây mà không biết đạo hoặc là không hiểu, đến đây để cùng ban tổ chức cùng chúng tôi mình làm tròn cái nhiệm vụ. Và đây là một nhiệm vụ rất là to lớn, đó là công đức Phật từ bi vô lượng nhân cái ngày lễ đạo giữa quý vị trong ban tổ chức và tôi cùng tất cả đồng đạo xa gần, chúng ta cùng nhau hợp tác có được một cái buổi truyền thông Phật Pháp giáo lý Phật giáo Hòa Hảo như thế này, thì chúng tôi thấy rằng đây là điều hết sức là đáng kính. Cho nên hôm nay cũng như các lần khác thì chúng tôi trở về đây thì cũng nguyện đem hết cái sự học hỏi của mình, đem hết khả năng của mình để cống hiến những cái gì mình hiểu biết chia sẻ cho tất cả đồng đạo chúng ta,
với một cái mục đích chung, đó là chúng ta cùng tu, cùng tiến. Hôm nay chúng tôi nói ra đây, cũng như ở các diễn đàn khác, thì yếu tố đầu tiên là muốn nhắc lại chúng tôi là người trước tiên, và sau đó là nhắc nhở tất cả đồng đạo chúng ta. Chúng tôi cũng như quý vị cũng là những người tập tu. Chúng ta tập nói, chúng ta tập tu, đang học. Chứ thật chất ra thì đồng đạo mình thì nếu nói về cái công đức, cái công năng hành đạo thì bản thân chúng tôi còn kém xa đối với vị cô bác cao niên cử trưởng đồng đạo ngồi trước mặt chúng tôi. Do đó cho nên hôm nay trở về đây lấy một cái sự vui mừng, bởi vì chúng ta, đạo chúng ta đã trải qua trên dưới là khoảng 2 năm nay rồi. Dù rằng thời gian tạm ngừng không thuyết giảng giáo lý trong công tác phụ truyền cũng như làm các lễ đạo thì hơn một năm. Tuy nhiên vào năm 2000 thì chúng ta thuyết giảng ít và làm lễ cũng rất nhỏ. Cho nên thì đến năm nay thì có thể nói là 2 năm rồi. Tức là đại lễ lần thứ 81 và 82. Thì 81 chúng ta có tổ chức nhưng hơi nhỏ. Thì đến 82 rồi là không tổ chức. Và đây là kỳ đại lễ 83. Cho nên với cái một cái sự khao khát của đồng đạo chúng ta, do tạm ngưng thời gian quá dài trong quá trình dịch bệnh Covid-19, cho nên thì nói thật quý vị, mấy ngày nay thì đi đến đâu cũng vậy hết á. Đồng đạo rất đông ở các cái buổi thuyết giảng, giống đêm hôm mà chúng tôi về xã Hòa An cũng vậy, thì phải nói rõ là đồng đạo đến là đông chật hết, cỡ trên dưới khoảng 1-2 ngàn người đó, đông như vậy đó, cũng vào buổi tối như thế này. Và đêm nay trở về Tân Lược thì cũng không khác. Đêm hôm thì do quý đồng đạo đến thì ta dự lễ thì đông thật, nhưng mà ngồi vào hội trường khoảng 500-700 người thôi. Bởi vì hôm qua thì có cái có lân, có xe hoa cũng giống như xã Tân Lược đây. Thì do vậy thì ngoài đồng đạo ra thì những cái người đồng bào của mình ta cũng hiếu kỳ, ham vui đến đây ta dự. Tuy nhiên nếu nói về cái tính chất mà để chúng ta nghe Phật Pháp thì phải nói rõ là hội trường này là hội trường phải nói là tuyệt vời nhất. Khi quý vị và chúng ta hòa quyện chung một nhịp thở, hòa quyện chung từng cái lời nói của tôi cũng như những cái diễn đàn trước. Cho nên thì nếu nói góc độ nào đó, chúng tôi rất là tri ân quý vị. Có quý vị làm động lực tiếp lửa cho chúng tôi mới có một khả năng để nghiên cứu và mạnh dạn trên diễn đàn, chẳng những ở đây mà ở các nơi khác. Do đó cho nên trong quá trình làm nhiệm vụ thì lúc nào chúng tôi cũng trân trọng những ý kiến và trân trọng tất cả đồng đạo bốn phương góp ý, và đồng thời xây dựng cho nền đạo Phật giáo hảo chúng ta ngày càng tốt đẹp thì nói không hết. Và đặc biệt thì lần phân công này, theo sự phân công của Ban Phổ Truyền Giáo Lý, Ban Trị Sự Trung ương, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề, đó là giáo pháp học Phật tu nhân trong đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta. Mà vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe vị sứ ngôn viên cũng đã có nói cái nguyên nhân giữa Đức Thầy luận giữa hạng xuất gia và tại gia. Và sau khi luận hạng tại gia xong thì Đức Thầy khẳng định rằng bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Như vậy thì giáo pháp học Phật tu nhân của đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào? Thế nào gọi là học Phật? Thế nào gọi là tu nhân? Thì đây là một cái chuyên đề lớn quý vị. Thì gần như anh em trong đội giáo lý viên cũng ít có trình bày cái chuyên đề này. Thì duy nhất thì chỉ có tôi trình bày đề tài này chỉ vài lần thôi. Thì mỗi lần trình bày như vậy thì tôi sẽ nói một khía cạnh. Chứ nếu như giờ này mà chúng ta nói hết cái giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy thì không có thời gian. Và cũng không bao giờ chúng ta nói cho cùng được. Đức Thầy chúng ta là Phật, với một cái sự hiểu biết phàm tâm của mình thì xin thưa rằng chúng ta chỉ rờ một phần nào đó thôi, chỉ hiểu một phần nào đó thôi, chứ không bao giờ chúng ta nói hết được ý của Đức Thầy đâu. Cho nên trong diễn đàn ngày hôm nay thì chúng tôi cũng dành thời gian trên dưới khoảng hơn một giờ đồng hồ để cùng chia sẻ quý vị một số khái điểm, tức là một số khái nét, một số điểm đặc trưng trong giáo pháp Phật tu nhân. Bởi vì đây là giáo pháp đặc thù của người tín đồ Đạo Phật giáo hòa hảo, và giáo pháp này rất là phù hợp với hạng tại gia cư sĩ. Cho nên hôm nay nếu tu đạo Phật giáo hòa hảo mà chúng ta không hiểu rành về giáo pháp học Phật tu nhân, hoặc giả là chúng ta nhầm, thì đây là một cái điều hết sức là oan uổng quý vị. Bởi vì cũng có nhiều cái khái niệm, nhiều cái tư tưởng bên ngoài thì lại nó không có đồng với nhau. Thật ra trong đạo mình quý vị thấy cái gì đó, một đạo, một thầy, một giáo lý đó, chứ cách hiểu và cách làm thì xin thưa không đồng nhau quý vị. Cho nên điều này chúng ta phải chấp nhận thôi à. Chứ bây giờ mình muốn tất cả giống như nhau như một khuôn đúc thì chắc không có rồi. Bởi vì bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, căn cơ trình độ không đồng nhau, đây là điều đương nhiên rồi.
Trên xã hội này có trên dưới gần 8 tỷ người thì đâu ai giống ai đâu. Bởi vì căn cơ trình độ theo cái nghiệp duyên trong tinh thần nhân quả không ai giống ai. Thì hôm nay trong đường tu chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên không giống nhau về hình thức, không giống nhau như khuôn đúc, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái nét giống nhau. Có một nét đặc thù là người tín đồ Đạo Phật giáo hòa hảo. Cho nên mình phải hiểu được cái giáo pháp Phật Phật tu nhân, đây là một cái điểm đặc trưng. Có nhiều đồng đạo lại nói rằng tại sao thầy không giết tu nhân trước mà lại giết học Phật trước. Thì xin thưa quý vị, nếu không học Phật biết gì mà tu, phải không? Như vậy thì một con người chúng ta khi mà mới lớn lên, khi vừa lọt lòng mẹ là chúng ta đã học rồi quý vị à. Cha mẹ chúng ta dạy chúng ta rồi, dạy chúng ta từ là cái ăn, từ cách nói, từ cái uống. Rồi lớn khôn nữa chúng ta mới học cha mẹ mình cái cách sống, cách làm người. Rồi chúng ta vào trường học thầy cô giáo về chữ quốc ngữ, và sau đó chúng ta học luôn cả đến đại học, học các cái chuyên ngành, thì mình mới đỗ đạt thành con người. Như vậy thì đó là chúng ta học ngoài đời, học trong cuộc sống. Và hơn thế nữa, hôm nay chúng ta bước vào con đường tín ngưỡng về đạo Phật thì yếu tố đầu tiên phải học Phật. Một anh kỹ sư kia, anh phải học trải qua 12 năm phổ thông, 4 năm đại học. Một anh bác sĩ kia phải học là 12 năm phổ thông, 7 năm đại học mới có được cái bằng bác sĩ kỹ sư. Còn hôm nay mà chúng ta muốn tu thành tiên thành Phật thì mình phải học mới được chứ. Cho nên cái niệm học Phật là một cái niệm hết sức là đơn giản thôi. Đây là điều bình thường thôi. Học Phật ở đây giống như chúng ta học phổ thông vậy đó. Nhưng mà phổ thông học kiến thức của thế gian, còn học Phật là học kiến thức của xuất thế gian. Học phổ thông là học kiến thức của di vật, còn chúng ta học Phật là học kiến thức của tâm linh. Dầu rằng tâm linh, dầu rằng nghiêng về tinh thần, nhưng mà nó luôn luôn thể hiện một tính hết sức là thực tế trong cuộc sống. Mà hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng quý vị sẽ chia sẻ. Như vậy thì trong cái khuôn khổ học Phật tu nhân hôm nay, chúng tôi chỉ trình bày ba cái điều học Phật thôi. Có nhiều điều lắm. Mỗi diễn đàn chúng tôi trình bày một số điều thôi. Ba điều học Phật và ba cách tu nhân. Bao nhiêu là đủ rồi, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì ngày giờ này, như chúng ta vừa nói, con người sống trong cõi đời này phải học mới được. Bởi vì Khổng Thánh đã dạy rồi, con người sinh ra đời có ba hạng. Một là sinh như tri, thì xin thưa là hạng này rất là hiếm. Hạng này những người thoát tục, những vị phải nói rõ là như Đức Thầy mình, như Thái tử Siddhartha, thì những người này mới gọi là sinh như tri. Còn đại đa số quần chúng trên ngày giờ này gọi là sinh như học tri. Sanh ra học có biết bây giờ, mà nếu sinh ra mà không học là chúng ta không biết đó. Như vậy thì hôm nay khi bước vào lộ trình tu hành, nói chung tu theo đạo Phật giáo hảo nói riêng, mà giờ này không học là chúng ta tu mù quá, biết gì đâu mà tu. Thì đồng đạo nhìn lại một đứa em mù chữ đi, và một đứa em học đến nơi đến chốn. Như vậy thì cái nhìn nhận từ cái lời ăn tiếng nói, từ cách hiểu về cuộc đời này, thì hai lĩnh vực này hoàn toàn khác xa nhau. Và cái tương lai cũng vậy. Đứa em mù chữ thì tương lai nó rất là mịt mờ, nói chuyện thì không có ngọt ngào, không có biết cách ứng xử. Còn một cái người có học hành đâu đó đàng hoàng tử tế rồi đó, thì lúc nào cũng nói chuyện ngọt ngào dịu dàng, bởi thầy cô giáo dạy vậy. Và cái tương lai là luôn luôn sáng suốt. Như vậy thì hôm nay về cái lĩnh vực người tín đồ Đạo Phật giáo hảo chúng ta, mà nếu chúng ta tu mà không học thì quý vị nhìn cái kết quả của một đứa em mà không học chữ. Cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái mẫu chuyện năm người mù rời voi. Đây là mẫu chuyện trong kinh A Hàm. Đức Phật ngày xưa thuyết pháp có kể mẫu chuyện này. Rồi sau đó dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc Tín. Dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc thành là thần Phật. Cho nên dân tộc Việt Nam chúng ta, ông cha ta thấy cái cảnh mấy cái ông mà thầy bói đó gì, mê tín dị đoan đó. Cho nên dân tộc ta mới lấy cái mẫu chuyện mù rời voi để áp đặt vào đây. Tức là đây là nói là chuyện ngụ ngôn để chế nhạo mấy ông mà ngày xưa mà bói toán về rờ mu rùa, hoặc là gì, hoặc giả là mấy ông thầy pháp, mấy ông thầy nho mà linh tính đó. Do đó cho nên ông cha ta mới đem mẫu chuyện này để áp đặt vào cái chỗ đó. Chứ kỳ thật ra nguyên bản mẫu chuyện này là của Đức Phật mà. Như vậy thì giờ này nếu chúng ta không học Phật thì tôi tin chắc rằng đường đi chúng ta sẽ đổ vỡ, nửa đường sẽ bán đồ nhi phế thôi. Đây là điều đương nhiên, là bởi mình dốt làm sao mình biết đường mình làm được. Rồi chẳng những cái người tu, chẳng những cái người học thức cao, mà một cái người làm ruộng làm rẫy cũng vậy nữa.
trước khi chúng ta xuống giống Khoai Lang. Vậy đây cái vùng Bình Tân là vùng Khoai Lang, thì ít nhất đồng đạo phải nắm được kiến thức, nắm được công thức. Tôi không có đành, nhưng mà ý tôi thí dụ như vậy đó, phải biết được là ở Khoai Lang này bao nhiêu ngày đã xịt thuốc, bao nhiêu ngày vun gốc, bao nhiêu ngày là cắt đọt gì đó, vân vân, thì mới có trúng mùa được. Còn nếu như bây giờ trồng Khoai Lang không biết gì trơn á, thì đương nhiên chúng ta mất giống thôi. Hôm nay tu cũng vậy đồng đạo à, tu cũng có lời có lỗ nghe. Đồng đạo mình như vậy à, có người tu có lời à, mà có người tu cũng lỗ mất giống luôn à bây giờ. Phải không? Mà giờ này mình thấy rất là rõ ràng. Rõ ràng thì đây là xuất phát từ chỗ học và không học đó. Như vậy thì ngày xưa ông Phật nào ra đời dạy trước, dạy học Phật trước? Xin thưa rằng thế gian này có Phật từ ngàn xưa đến bây giờ. Nếu mà nói vào xa xưa có Đức Phật A Di Đà, có Nhiên Đăng Tổ Phật, có Tỳ Bà Thi Phật, có Phật Ca Diếp. Nhưng mà các vị Phật này ngày xưa không có dạy đạo. Các vị Phật này gọi là độc giác Phật. Các vị Phật này tự tu rồi giác ngộ về có Phật ở bển luôn à, không có truyền lại kiến thức gì trơn á. Cho nên may mắn chúng ta lại gặp Đức Phật của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Di Đà. Sau khi Ngài chứng đạo hoàn toàn, lúc bấy giờ Ngài lần bước phô trương đủ chúng. Vì vậy cho nên nếu nói cái nguồn gốc học Phật thì phải nói xuất phát từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Do vì vậy cho nên khi Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đã thành đạo xong rồi, thì lúc bây giờ Ngài mở cái lớp đạo đầu tiên, Ngài dạy có 5 người rồi quý vị à. Có 5 gì học trò hả? Có 5 anh em Kỳ Trần Như à. Nhưng mà đặc biệt nha, mở một lớp 1 à, 5 người này đắc đạo cả 5 người. Nó đặc biệt vậy đó, phải không? Rồi giờ này nhiều khi mình gẫm đây mình không bằng người xưa. Giờ này gần như là hấu lớp học đạo là mở liên miên. Cũng như là tôi và giáo viên Bạch Lê, cũng như là đồng đạo phương là Trần Ngọc Tiền nè. Thì cái chục năm nay là chúng tôi là phải nói rõ là xuyên suốt các lớp học đạo. Mà trong hội trường này rất là nhiều đồng đạo đã học lớp học mà ngày xưa chúng tôi làm giám thị. Ở đây, ở Tân Bình, Tân Quế, vân vân, có rất là nhiều trong khu vực này những năm trước. Một năm như vậy trong đạo chúng ta mở mấy chục lớp mà. Mà giờ này là đến ngày mốt đây thì chúng tôi đi khai giảng ở lớp 444. 434. Đó, rồi từng tới nữa thì đến ở chỗ này mở lớp học. Phải không? Đây là học Phật đó. Nhưng mà ngày xưa ta mở có lớp 1 ông Phật, mở lớp 1 dạy có 5 người đắc đạo hết trơn. Còn giờ này chúng ta mở mấy trong lớp rồi. Thuyết giảng một năm 2000 lần. Ở lúc chưa dịch bệnh đó mà sao không thấy ai đắc đạo hết trơn chàng. Quý cụ đồ cho ý kiến giùm coi. Hả quý vị? Phải không? Như vậy là cái chỗ này là cái chỗ chúng ta mới đặt vấn đề nè. Như vậy là tội bởi vì mấy ông thầy nó dạy dở quá. Tôi nói là như tôi nè, Ngọc Tiền rồi nè, nghe Bạch Lê nè, mấy người mà truyền trao kiến thức nè, phải chi mà giờ này Đức Thầy chúng ta đừng vắng mặt đó. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là chất lượng không vậy. Nhưng rất tiếc là đệ tử của Thầy đồng đạo với nhau không mà. Cho nên tôi có nói hồi nãy đó, mình đồng đạo với nhau, nhắc với nhau thôi. Chứ thật chắc ra không ai Thầy hết đó. Chỉ có duy nhất Đức Tôn Sư chúng ta là Thầy thôi. Mình nhắc nhở với nhau, chính vì vậy cho nên mình cũng còn dở ha. Do đó trong đời tu của mình quan trọng thấy được cái dở mình phát triển được. Còn nếu như lúc nào chúng ta cũng bản ngã cho mình hơn người hết là xin thưa rằng chúng ta sẽ tụt hậu bây giờ, không phát triển đâu. Phải không? Như vậy thì cũng chúng ta mà nếu nói góc độ nào đó, mình hết sức là mang ơn Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới khai mở ra con đường giải thoát, Ngài mới dạy đạo cứu đời. Cho nên lúc bây giờ Ngài đi đến đâu là người đắc đạo đến đó à, vô số đến đó à. Chẳng những một năm, một tháng, một ngày, mà Ngài dạy xuyên suốt 49 năm, Ngài thuyết năm thời kinh nè. Cho nên lúc bây giờ đệ tử của Ngài đắc đạo là vô số kể đâu gì à. Thì điều này là những nhân vật lịch sử thế gian này à. Và hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng noi theo Chí Thích Ca ngày trước. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại mà. Cho nên Đức Thầy khi mà Ngài khai mở đạo vào buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, dầu rằng Đức Thầy trị bệnh độ đời trước hơn hết, nhưng mà trị bệnh độ đời đây chỉ là cái phương tiện thôi. Nếu như mà trị bệnh rồi hết bệnh rồi vẫn đau nữa, tức là chỉ cứu khổ tạm thời thôi. Trong khi đó Đức Thầy chúng ta ra đời mục đích là cứu khổ, rồi nói là trọn vẹn. Cứu khổ là không còn khổ nữa. Vì vậy cho nên trị bệnh độ đời là một cái phương tiện tạm thời. Do vậy mà Ngài sử dụng ba phương pháp độ đời trong một lúc. Ngài vừa trị bệnh độ đời, Ngài vừa thuyết pháp. Thuyết pháp chi ạ? À? Thuyết pháp cho những người đến trị bệnh đủ duyên đó học pháp của Đức Thầy.
thì đến học Phật. Rồi chẳng những Đức Thầy thuyết pháp miệng nhích môi đầy văn tao nhã, mà bên cạnh đó Thầy còn viết sấm thi. Thầy viết chi ạ? À? Để là chúng ta học. Quý vị ơi, giờ này mà đồng đạo chúng ta mà không học là Đức Thầy nó uổng chứ lắm. Cho nên giờ này Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt hơn 75 năm nay rồi. Dầu đàn Đức Thầy để là nhiều cái món kỷ vật quý giá nghe. Như đồng đạo chúng ta lên tổ đình, lên chùa Thầy, mình thấy rằng cái nhà kỷ niệm bảo vật, có lưu giữ bảo vật Đức Thầy đó, có nhiều món quý giá lắm. Nhưng mà theo cái hiểu của tôi, không có gì quý giá bằng cuốn sấm giảng thi văn toàn bộ hết. Đây là pháp Phật, quyển sấm giảng thi văn toàn bộ thay Thầy để dìu dắt đồng đạo chúng ta vào lộ trình giải thoát. Đây mới là một kỷ vật quý giá nhất trong cộng đồng, trong cái gia sản, cái sự nghiệp của Đức Thầy trước khi vắng mặt, mà Ngài đã xác định rất rõ là bao nhiêu tâm não góp tôm, dặn dò kỹ lưỡng trong nôm khắp cùng. Hay hoặc là ta yêu chúng viết ra giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ, nghe cạn lời chứ có đừng có nghe cạn lời chứ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Cho nên quý vị ơi, nếu đồng đạo nào giờ này mà giác ngộ tu hành mà học đọc là Đức Thầy, đọc giảng nghiên cứu là Đức Thầy, thì những vị này thật sự là những tín đồ ngoan đạo của Thầy đó. Còn giờ này chúng ta tu là Phật giáo hòa hảo, mà người ta hỏi chị ơi, 8 điều đang cấm sao cũng không biết nữa, tứ ân thầy dạy sao cũng không rõ luôn, tam nghiệp thầy dạy như thế nào cũng không biết luôn, bát chánh đạo thầy dạy sao cũng không biết luôn, vậy tu gì đâu chỉ tôi coi, có tu hành gì đâu, biết gì đâu tu, phải không? Vì vậy cho nên đầu tiên, nấc thang đầu tiên của người tu chúng ta phải học Phật. Học Phật là học những điều ông Phật dạy, học những điều Đức Thầy dạy. Có học đi thì chúng ta là không sai. Cho nên những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng đối với trong đạo của mình là những cái biến tướng xảy ra trong thời gian trước và gần đây, luôn cả những cái sự việc là thời cuộc thiên cơ nó đình đám trên các trang mạng xã hội YouTube ngày giờ này, thì xuất phát từ đâu? Thì xin thưa rằng từ ở cái chỗ đồng đạo hơi gần như hơi nghiêng về cái khác, chứ không nghiêng về giáo lý Đức Thầy. Chứ nếu như đồng đạo có học Phật, ông Phật ông dạy là thiên cơ để dạ lão thời yên thân, ông Phật ông cấm không cho bàn thiên cơ thời cuộc. Mà học được điều này rồi dám bàn không? Tôi cũng dám rồi đó. Bởi vì nếu bàn là cãi Thầy, cái người học Phật người ta ứng xử khác, còn cái người không học Phật ứng xử khác. Cái người không học Phật họ sẽ ứng xử theo cái hiểu của họ, theo cái tuồng bụng của họ, và từ đó nó sẽ làm sai biệt đi cái giáo lý của Thầy mình, và từ đó sẽ chia thành nhiều nhánh, nó gây lên một sự xáo trộn trong cộng đồng Phật giáo hòa hảo chúng ta. Nhất là thời gian giờ này, vì thấy vậy, bên ngoài thế đạo chúng ta phải nói rõ là từ trên tới dưới phải nói là tu hành ngon lành lắm, nhưng mà ngấm ngầm bên trong chia phe chia nhóm với nhau, nhóm này quỷ bán nhóm kia nó xấu nhóm nọ, cái tốt không nói đâu, cứ đem cái này cái kia ra moi móc không à. Như vậy thì điều này chúng ta phải nhớ kỹ rằng đây là những cái đi ngược học Phật. Phật không có dạy điều này. Cho nên nếu như mà một đồng đạo chúng ta bước vào lộ trình tu hành mà theo cái đường hướng về cái giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy đó, thì tôi tin chắc rằng là chúng ta không đánh đổi. Thôi nãy giờ chúng tôi nói cũng quá nhiều rồi, đây là đặt cái vấn đề thôi. Như vậy thì trong học Phật ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra ba cách học Phật. Cách thứ nhất, nhờ Đức Phật dạy tôi và quý vị, chúng ta mới biết được luật nhân quả. Cái này là đi đầu nè. Tôi rất là đặt nặng luật nhân quả, bởi vì luật nhân quả đây là một cái quy luật. Có thể người ta không tin vào tôn giáo đạo Phật, nhưng mà người ta không thể nào không tin luật nhân quả. Bởi vì luật nhân quả đây là một cái quy định, một cái quy luật, nó luôn luôn trường tồn bất biến trong cuộc đời này. Đức Phật ra đời, Phật chỉ khai mở, chỉ điểm cho chúng ta biết rằng cuộc đời này có luật nhân quả, chứ không phải Đức Phật sáng chế luật nhân quả. Các đồng đạo, luật nhân quả không phải là pháp tu, luật nhân quả không phải do Phật thiết ra, mà luật nhân quả đây là một những cái nó có sẵn ở trên cõi đời này, nó luôn luôn đồng hành với cõi đời này. Từ khi cõi đời này có, từ khi con người có, nó sẽ đi song hành mãi mãi đến khi cõi đời này tiêu diệt thôi. Đức Phật ra đời, Phật chỉ nhắc lại cho chúng sanh biết được rằng cuộc đời này có luật nhân quả. Thì rõ ràng ngày xưa trong năm thời pháp, trong năm thời kinh,
Hòa nghiêm tối sơ tam thất nhật a hàm nhị thập phương đẳng bát nhị thập nhị niên pháp bát nhã đàm pháp qua niết bàn cộng bát niên 49 năm năm thời kinh này thì gần như thời kinh nào Phật cũng nói luận nhân quả hết. Chúng tôi có tham khảo rồi, năm thời kinh này Phật đều nói luật nhân quả hết. Và hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời cũng vậy, Ngài đã khẳng định rằng nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Nếu như người tu mà học được cái bài luật nhân quả này đó, tôi tin chắc rằng chúng ta không có dám mà phải nói rõ là bê trễ, cũng không có dám trở đũa, cũng không có dám làm ác. Bởi vì khi mình tin sâu luật nhân quả rồi, tự mình hiểu rồi, thì đây là một cái động lực để cho chúng ta thấy được rằng mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi nguồn tư tưởng của mình nó đều đi theo một cái công lệ, đó là nhân và quả. Nếu nhân nào thì quả đó đâu có sai phạm được, nó đúng như bài học ngàn vàng mà ông vua ông phải tốn 1.000 lượng vàng mua bài học đó. Trước khi làm điều gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Một câu nói đơn giản thôi nhưng mà thành quả đạt được là trùng trùng hạnh phúc sau câu nói này. Như vậy thì giờ này nếu đồng đạo nào mà chúng ta có học được cái bài luật nhân quả của Phật dạy, của thầy dạy, thì thật ra ai ép mình làm hung làm dữ, ai ép mình làm ác mình không dám làm. Bởi vì mình luôn là sợ cái quả xấu. Mà muốn sợ quả xấu thì chúng ta đừng gieo nhân xấu. Bởi vì trồng bông kiện giống chi hưởng đấy. Cho nên đồng đạo mình thường thường thì gieo nhân thì lại không sợ, mà hưởng quả thì lại sợ. Tôi sợ gặp tai nạn, tôi sợ mai mốt tôi khổ, tôi sợ mai mốt là tôi già không ai nuôi tôi, tôi sợ mai mốt ở đây thế này thế kia thế nọ. Như vậy thì nếu chúng ta học được Phật dạy rồi, chúng ta không còn sợ nữa. Nếu như bây giờ mình muốn già mà con mình nó nuôi mình, thì bây giờ mình nuôi cha mẹ mình đi, đơn giản thôi. Mình nuôi cha mẹ mình, sau này con mình nuôi mình. Rồi giờ này mình muốn sợ khổ, sợ nghèo, thì chúng ta đừng có làm ác. Mình nó làm hiền làm lành đi, thì đương nhiên tương lai chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Mà thầy đã dạy rất rõ là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của Ngài thông thả, kính thưa đồng đạo. Cho nên bài học này chúng tôi sắp xếp trước là thế này. Luôn cả hôm nay trước khi quy vào đạo, mà thầy dạy nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Cái lý Phật giáo rất là nhiều, nhưng mà cái lý của nhân quả là một cái lý căn bản nhất trong Phật giáo gì à? Nếu đồng đạo chúng ta có tin vào nhân quả rồi là chúng ta tu mới chắc nha. Còn nếu mình mà tin vào thời cuộc, tin vào thiên cơ, tin vào dĩ toán mê đính là mê tín là chúng ta tu không chắc. Rơi vào cái chỗ mà thầy dạy ở đây, dĩ đẳng chí bền à, tu theo nước lớn đồng bèn thả trôi. Thì đa phần những đồng đạo tu theo thời cuộc, những đồng đạo không học cái bài pháp này luật nhân quả do Phật dạy, thì cuộc đời tu chúng ta không có chắc. Không có chắc. Cho nên ngay giờ này khi mà chúng ta vào giáo thuyết Phật tu nhân, thì yếu tố đầu tiên chúng tôi cũng nói đây, chúng ta phải tin nhân quả. Cũng như hôm nay trước khi quy y, những đồng đạo nào mới đó mà chưa tu đó, thì chúng ta phan hả tu, mình xem cho kỹ lời Đức Thầy đi, học Phật trước đi, và học cái bài luật nhân quả trước đi, để chúng ta hiểu rành nguyên nhân và kết quả, hạt giống và trái bông. Mà chúng tôi trong đề tài luật nhân quả tôi trình bày rất rõ vấn đề này. Trong vấn đề này luôn cả cái nhân hiện tiền, cái nhân là hiện báo rồi sanh báo rồi hậu báo của tam thế nhân quả, chúng tôi nói rất rõ vấn đề này. Còn ở đây chỉ giới thiệu thôi, phải không? Đây là bài học thứ nhất. Nếu không có ông Phật, không có thầy mình, thì làm gì chúng ta biết nhân quả? Mình thấy người ta giàu sang, thấy người ta đẹp đẽ, người ta hạnh phúc, mình mơ ước như người ta, tại vì mình quá khổ. Nhưng không ngờ những cái người giàu sang, những người hạnh phúc đó, những người đẹp đó, người ta đã có tu rồi, có tích đức rồi, ở kiếp trước rồi, hoặc ở trước đó rồi, trên kiếp này người ta được vậy. Còn ngày giờ này tôi dạo vị đang khổ đây là do kiếp hiện tại này chúng ta, do kiếp trước chúng ta không tu. Vì vậy cho nên một con người mà hiểu được cái định luật nhân quả nó chi phối rồi đó, thì chúng ta an ổn lắm, không còn phiền não nữa. Dầu rằng cái việc thuận đến với mình cũng chẳng dám lấy đó mà làm vui, dầu rằng cái việc nghịch đến với mình cũng chẳng lấy đó mà chán nản. Khi việc nghịch đến với mình bị chồng mình khảo đảo, bị vợ mình khảo đảo, bị con mình khảo đảo, bị hàng xóm khảo đảo, bị tai nạn rủi ro đau ốm bệnh hoạn gì đó vân vân, thì hoàn toàn khi hiểu luật nhân quả rồi thì chúng ta an tâm. À thì ra cái này là nghiệp nè, kiếp trước thiếu nợ cổ nè, kiếp trước thiếu nợ ổng nè,
kiếp trước chú nợ con nè, kiếp trước chú nợ hàng xóm nè, kiếp trước cũng giật đồ người ta nè, làm khổ người ta nè, cho nên kiếp này mắc đồ nè, kiếp này bệnh hoạn nè. Vậy là yên đổ. Vậy thì cuối cùng mình đổ lỗi cho ai? Cho mình. Cái từ mà thầy dạy là tiên sử kỷ hậu lai sử bị bắt lỗi người phải trách là mình là chỗ này nè. Phải thuộc được cái bài nhân quả chúng ta mới thực hiện được câu này. Quy cho cùng rồi thì tội phước gì cũng cho ta mà ra cả. Bởi vì ta gây tạo trước đó cái điều bất lành, cho nên trong hiện tại này ta gặp những cái điều cũng chẳng lành. Phải chi trước đó mà ta làm cái điều lành, cái nghiệp lành thì giờ này nó có khổ. Cho nên quý vị đối với cái người trí, cái người có học Phật đó, thì người ta sống an lắm. Cái việc gì khổ đến người ta chỉ nói là do người ta không à. Chứ không phải người ta đổ thừa cho chồng mình, cho con mình, cho là trời Phật không có đâu. Lỡ lạc dữ lắm. Thì đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai ở đây chúng tôi trình bày, đó là nhờ Đức Phật, nhờ Đức Thầy, chúng ta mới biết được cuộc đời là khổ, xác thân là khổ. Hồi đó giờ khi chưa học Phật thì mình cũng biết khổ nữa, mà biết chung chung à, đâu có biết được ngọn ngành có sự khổ. Cho nên hôm nay bài học Phật thứ hai này, Đức Phật và Đức Thầy dạy chúng ta biết được cuộc đời khổ. Chẳng những một khổ mà ta bốn khổ, chẳng những bốn khổ mà ta tám khổ. Sanh lão bệnh tử, mưa cầu bắt đắc, ái biệt ly, oan tán hội, u sầu lo ngại khổ. Như vậy thì đặc biệt khi Đức Thầy diễn lựng tám nỗi khổ này trong quyển Thiến Thiện thì xin thưa không ai chối cãi được. Bởi vì quá tuyệt vời rồi. Ông Phật ông nói là chúng nghe à, đâu có còn cái nào mà phải nói ai mà nói là tôi không khổ đâu. Và đặc biệt ngày xưa chính Thái tử Sĩ Đạt Ta đã cảm nhận được cái nỗi khổ này, cho nên ngài xuất gia tâm đạo. Thấy không quý vị? Vì vậy cho nên cái ngộ tánh Đức Phật rất là cao. Đây là kinh nghiệm Đức Phật trao truyền lại cho mình. Đức Phật lúc bây giờ đâu học ai đâu. Nhưng mà vì cái ngộ tánh rất cao, cho nên đi dạo ngoài có bốn cửa thành thôi. Gặp người già, gặp người bệnh, gặp cái chết đang khiêng. Và lần thứ tư, nào dè đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gọi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại lái trào xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết kể nhà ai, xin con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp cho tôi chẳng muộn. Như vậy thì tại sao Đức Thầy diễn luận lại bốn cái này? Là Đức Thầy muốn cho mình học Phật đó. Học ông Phật, học theo gương thái tử Sĩ Đạt Ta. Mà Thầy diễn luận lại là 152 câu được sự Đức Phật nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Cho nên chúng ta học cái đại cái bài này, mình phải hiểu được ý Đức Thầy muốn nói ở chỗ này là chỗ nào. Chứ không phải là chúng ta đọc giảng suông suông vậy, cứ đọc suông suông vậy cho nó ngọt ngọt vậy, cho nó thanh thanh vậy thôi, không biết gì trơn, không được. Thấy không? Chúng ta phải suy nghĩ. Vậy thì ở đây muốn nói rằng Đức Thầy đưa ra hình ảnh Đức Phật để cho chúng ta thấy rõ rằng cái khổ này không ai thoát khỏi. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Trong hội trường nữa ai không già không có gì? Không có. Có ai không bệnh không? Càng không có nữa. Và một điều nữa rằng tất cả chúng ta ai cũng biết rằng cái này là mình dù dốt cái nào mình cũng biết nè. Tôi dốt mà tôi cũng biết điều này nè. Có nghĩa rằng chúng ta biết rằng rồi đây chúng ta sẽ chết. Có ai hỏi chết không? Không có. Cái này là mình biết hết đó. Nhưng mà biết thì biết, biết chứ thụ động không có chủ động. Kệ nó chết chết đi, nào chết hay. Không có được vậy. Cái người đời người ta vậy được, còn mình người học Phật không có vậy được. Rồi đây cuộc đời tôi và quý vị sẽ đi vào quan tài, đi vào nghĩa địa. Mà vào quan tài được cũng mừng nha, mà sợ vào hũ tro cốt, không có người đưa tiễn. Giống như dịch bệnh cũng biết rồi đó, chúng ta thấy rằng rất nhiều đồng đạo mình không có người đưa tiễn. Nào mệt à, do đó cho nên hôm nay nhờ Đức Thầy và Đức Phật nó dạy mình nè. Chứ bây giờ nếu không Đức Thầy Đức Phật dạy mình làm gì biết được điều kiện này. Mà Đức Thầy dạy một đoạn khác rằng khuyên chúng sanh khuyên sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Bệnh với tử từ kim chí khổ, sanh với già hai chữ hoài hoài, Đức Thích Ca sở lầu đài. Nghiệm tứ khổ này ngày tầm đạo. Cho nên rõ ràng Đức Thầy dạy quá rõ ràng rồi đồng đạo à. Đây là những điều thực tế nhất nè. Rồi đồng thời bên cạnh đó Thầy còn dạy thêm là, tức là thêm bốn nỗi khổ nữa.
cầu chẳng thành những việc thích ham, tức là mưu cầu bắt đắc. Rồi đến cái nỗi khổ biệt ly cay đắng, người mình thương cũng lại chia lìa. Rồi đến nỗi khổ nữa là cứ gặp nhau mắt tự kiếm châm, oan tán hội khổ. Và đến nỗi khổ sau cùng đó, nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà đất, buồn duyên số phận mình nhơ sạch, rầu gia đình chúng bạn chế cười. Giàu thì lo chăn lắng với người, miễn cho được đầy gương đầy tủ, của dương thế góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sẽ sợ kẻ khó thiếu tiền cắn cả. Ôi cả sang hàng chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm sai. Chẳng tu thân đặng dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo, mà thầy rất rõ rồi. Như vậy thì khi chúng ta học bài học này, mình mới liên tưởng một điều, chỉ có tu thôi, chỉ có tu mới thoát khổ đồng đạo à. Chứ nếu không tu là chúng ta vẫn khổ hoài thôi. Nếu chúng ta dậm chân tại chỗ mà không tu đó, thì nỗi khổ truyền miên ở kiếp này, và nỗi khổ này nó lai vãng đến kiếp sau, và kiếp sau và kiếp sau nữa. Đó là cái sự luân hồi không thể nào thoát ra được. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này muốn thoát khổ ở cái bài học này thì chúng ta phải tu. Chúng tôi cũng có nhắc rất là nhiều chỗ rồi. Theo nhận định của tôi, không có một cái nghề nào bằng cái nghề tu, kính thưa đồng đạo à. Không có cái nghề nào mà lợi nhuận cao mà cái nghề tu đâu quý vị à. Tại sao tu mà tôi dùng cái từ cái nghề? Bởi vì nó cũng là một cái nghề đó. Bởi vì cái nghề tu này nó giải quyết được cái cảnh sanh lão bệnh tử. Chúng ta tu có mấy năm mà, tu có mấy chục năm mà, mà cắt đứt cái sợi dây sanh tử luân hồi ngàn muôn kiếp tu đến giờ. Vì vậy thầy mới dạy tu hành nó có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Vì vậy thầy mới dạy là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể sẽ hương khắp chốn. Vậy thì không có gì bằng nghề tu hết. Giờ này giàu rằng chúng ta là một thạc sĩ, một bác sĩ, một chủ tiệm vàng, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta nắm mắt cũng nắm hai tay, có được gì đâu. Đầu tư kiểu này là lỗ vốn rồi, lỗ tiêu hết trơn rồi. Nhưng mà tu là còn nhé. Hôm nay chúng ta tu, công đức chúng ta trong con đường tu hành của mình, công đức niệm Phật, công đức ăn chay, công đức cúng lại, thì cái này nó còn. Thấy không? Cái này nó còn. Và cái này nó theo chúng ta mãi mãi. Nhờ cái này mà chúng ta thăng hoa lên đi lên, lên coi trời, lên coi A-la-hán, đi lên vào con đường tứ thánh, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Thinh Văn, vân vân. Cho nên đồng đạo nhớ rằng cái nghề làm vua vẫn không bằng cái nghề tu. Mà nếu ngày xưa cái nghề làm vua mà hơn cái nghề tu đó, là chắc Thái tử với Đạt Ta không đi tu làm chi đâu. Cho nên Thái tử mới hỏi là mới nói với vua rằng đó, tức là nói với vua Tịnh Phạn á, nếu mà cha muốn con ở lại đây làm vua nó dễ thôi, cha làm sao cho con đừng già, đừng bệnh, đừng chết, đáp ứng ba cái này thôi thì con ở lại đây làm vua. Kính thưa quý vị, như vậy thì lúc bây giờ Tịnh Phạn Vương nói rằng, con ơi, cha đây còn phải già, còn phải bệnh, còn phải chết. Cho nên là vua lắc đầu, không có làm được. Vì vậy cho nên ngày má thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá song pha bờ bụi, ngày thu ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Mà thầy dạy rất rõ rồi, phải không? Như vậy thì hôm nay nếu chúng ta tu mà được về cõi Phật thì sao? Không có còn sanh khổ nữa. Mà lúc này là thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Kính thưa quý vị, và khi chúng ta sanh về có Phật rồi, chúng ta không có còn là lão khổ nữa. Bởi vì thân thì thân công đức hiền lành, bắt với dịch khỏi gì khổ lão. Và nếu hôm nay chúng ta sanh về có Phật rồi thì mình không có còn bệnh nữa. Thể thanh tịnh thường không nguyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc đau đau vì nó. Phải không? Rồi cái đến cái tử khổ ở đây, con người mà chết hàng ngày chúng ta đi không nổi, vô số. Nhưng mà chỉ có tu thôi chúng ta đắc đạo, rồi mình không còn chết nữa. Chết một lần một là nghỉ chết luôn. Khi về bên kia rồi thì Đức Thầy đã cho biết rất rõ là đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát luân chuyển qua đeo khổ tử. Và cái nỗi khổ lo sợ mưu cầu bất đắc ở đây, mà nếu đạo tu đi được về có Phật rồi không còn lo sợ mưu cầu bất đắc nữa. Bởi vì lúc bây giờ là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai.
chỉ yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ muôn cầu bắt đó. Rồi nỗi khổ biệt ly cay đắng ở đây, người mình thương cũng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa à, lúc trong nhớ ruột tạm chua xót. Thì khi mà chúng ta được về bên kia rồi thì thầy dạy là cả hai chúng ta đều vững chắc, còn nhân lành nó có đắn đo. Dứt ai ăn quyến thuộc kiện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Rồi cái nỗi khổ quan tán hội thứ bảy ở đây nè, cái người thương gặp nhau thì mừng lắm, mà cái người ghét gặp nhau rồi cứ gặp nhau mắc cửa kiếm chấm, làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi. Và khi chúng ta tu đắc quả rồi, về bên kia rồi, thì thầy dạy là chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu quán ghét gặp nhau. Đến nỗi khổ thứ cuối cùng mà ưu sầu lo ngại hồi nãy đó, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Thì khi sanh về cực lạc rồi thì thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả, cõi tịnh độ lắm nhiều điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Vậy thì ai dạy chúng ta nãy giờ mà tôi trình bày vậy? Phải không Phật dạy không? Mà nếu tôi không học Phật, quý vị không học Phật thì làm gì chúng ta biết được như vậy? Do đó cho nên nhờ ông Phật dạy chúng ta thấy được cái bộ mặt thật của tám nỗi khổ. Và ông Phật dạy luôn cái phương pháp diệt khổ, đó là chúng ta tu. Chỉ có tu về có Phật thôi mà thoát khổ đồng đạo à. Thì đó là cách học Phật thứ hai. Đến cách học Phật thứ ba này, hôm nay nhờ ông Phật dạy chúng ta mới biết được rằng mình còn có kiếp sau. Nhờ Phật dạy chúng ta mới biết được là ngoài kiếp phù du của trần thế còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nói một cách khác, nhờ Phật dạy chúng ta biết được con đường về cõi Phật, con đường lên cõi trời, và đồng thời con đường xuống địa ngục. Mà thầy dạy rằng thiên hoàng mở cửa cát lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không, nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Thấy không quý vị? Như vậy thì nhờ Đức Thầy, Đức Phật dạy cho chúng ta biết được mình còn có kiếp sau. Và hơn thế nữa, khi nhắc đến đây thì chúng ta mới biết rằng sau này còn có một cái cơ hội gọi là Long Hoa Đại Hội để chúng ta hướng về đó. Và Đức Thầy là cái người mang một cái sứ mạng để dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng. Đức Thầy có một cái sứ mạng lập hội Long Hoa để chọn người hiền đức để ban cái xứng vị xứng ngôi mà thầy rất rõ trong cái bài Thái Lợi Tự. Như vậy thì trở lại vấn đề này, nếu hôm nay không học Phật chắc tôi và quý vị cứ nghĩ kiếp này là xong, còn sống là còn tranh đấu, còn hơi thở là còn, mà hết hơi thở là xong. Vì vậy cho nên nhờ thầy và Phật dạy chúng ta mới biết rằng nếu như đời sống con người ở kiếp này mà chúng ta không tu hành á, mai mốt chúng ta chết đi rồi còn khổ hơn nữa. Bởi vì chúng ta chết là chỉ chết cái thân này thôi, cái thân vật lý này thôi, chứ linh hồn không có chết cái đồng đạo. Vì vậy cho nên ông cha chúng ta phải nói rõ là một cái người hết sức là thông hiểu vấn đề này. Ông cha mình đâu có nói chết đâu. Khi ông nội mình vừa tắt thở thì ông cha nói làm sao? Con ơi con đừng có khóc nữa, ông nội con đi về thế giới bên kia rồi, đúng không? Như vậy ông cha mình đã mặc nhận rằng ông nội không có chết. Cái xác này đem chôn là phải rồi, xác là xác giả mà, đâu có thiệt đâu. Nhưng mà linh hồn là thiệt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta chết đi, chỉ chết cái thân vật lý này thôi, chỉ chết cái thân tứ đại giả tạm này thôi, còn cái linh hồn chúng ta bắt đầu theo định nghiệp, nó sẽ đào thai kiếp khác. Nếu chúng ta làm lành, có tu hành, có lánh giữ thì đi lên, mà chúng ta làm ác thì đi xuống. Xuống ta đâu? Xuống ta địa ngục. Như hồi nãy tôi vừa trình bày một đoạn giảng thầy viết đó, mười cửa xem thấy cái hồn đó. Vì vậy cho nên nhờ học Phật mà lúc này chúng ta mới biết cái địa ngục, mới biết thiên đàng, mới biết cõi Phật. Và từ cái biết đó, nó là động lực giúp cho chúng ta phải tránh xa tam ác đạo, tránh xa địa ngục, tránh xa ngạ quỷ, tránh xa súc sanh, để ít nhất chúng ta cũng phải tranh thủ về được tam thiện đạo. Dầu đang không tu nhưng mà kiếp này chúng ta ráng làm lành, làm sao mà kiếp sau mình được sanh làm người, ở y cái nhà cũ cũng được nữa, phải không? Chứ đừng có ở cái nhà rách hơn nữa, hoặc là không có nhà ở thì nguy hiểm.
Mà chúng tôi cũng thường nói hoài, chúng ta mỗi lần chết là giống như mình về nhà đi thôi. Cái thân này là quan trọng mà, cái thân này là căn nhà. Vì vậy cho nên chúng ta ở cái thân này khi nó mãn hạn rồi đó, cái thân vay mượn này khi nó hết hạn rồi là chúng ta lúc bây giờ mình bỏ nhà này qua nhà khác ở. Mà trong khi đó Đức Thầy ra đời giải đạo để Đức Thầy cắt cho chúng ta một cái căn nhà. Mà nhà Đức Thầy cắt nó tốt ơi thôi, xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô thượng, vô song, rôi truyền mãi mãi hậu thế. Vì ơi ông thầy, ông cắt cho mình căn nhà tốt thì ghê không quý vị. Tức là căn nhà Phật Pháp, căn nhà giới thoát, căn nhà mà thầy xác định rằng không còn mắc trong sáu nẻo dạy khôn luân hồi. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay nhờ Phật dạy, chúng ta mới biết được các điều này. Nhờ học Phật, mình mới biết được rằng kiếp sống con người nó ngắn ngủi lắm. Và ngoài kiếp đời chúng ta ở đây, nó còn hàng hà các cái kiếp khác nữa, còn hàng hà các quả địa cầu khác nữa. Và cái thông điệp này nếu chúng ta nói trước đây thì gần như người ta không tin. Về khoa học ta không tin, nhưng mà giờ này khoa học tin rằng ngoài cõi vũ trụ chúng ta ở đây, ngoài quả địa cầu chúng ta ở đây, trong cái vũ trụ này thì còn hàng hà quả địa cầu khác nữa. Phải không? Vì vậy cho nên giờ này khoa học đã chấp nhận rằng cái quả bóng chúng ta ở đây, cái quả địa cầu trên 500 triệu km vuông, cái quả địa cầu có 5 châu 4 biển, cái quả địa cầu có chứa trên dưới là gần 8 tỷ người, có trên dưới hơn 235 quốc gia, thì cái quả địa cầu này chỉ là một quả bóng thôi. Xung quanh còn nhiều quả bóng khác nữa. Ngày hôm nay quả bóng này tiêu diệt thì ngày kia quả bóng kia hình thành. Đây là theo một cái quy luật thôi, theo một sự tuần hoàn, theo một sự luân hồi thôi, không có gì lạ cả. Cho nên cái người học Phật rồi đó, mà nếu nói cuộc đời này hạ quân hạ tiêu diệt để lập đời thượng quân trở lại thì người ta nghĩ là bình thường. Như tôi nghĩ bình thường, không có gì hết đó. Bởi vì đây là quy luật thành trụ ngoại không, sanh trụ dị diệt thôi. Mà thầy dạy là trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đâu trường. Như vậy thì mọi thứ chúng ta thấy được trên cõi đời này, dầu cái thân này, dầu thiên hà vũ trụ này, rồi một ngày nào đó nó cũng hết hạn thôi. Thì đương nhiên nó tiêu diệt. Và nó tiêu diệt xong rồi thì nó trụ thành cái khác. Đây là điều đương nhiên thôi, không có gì là lạ cả hết à, cũng không có gì là thời cuộc thiên cơ ở đây cả. Đây là cái điều phải nói theo một quy luật. Kính thưa đồng đạo, thì ai nhờ Đức Phật dạy chúng ta mới biết như vậy. Và khi chúng ta học học này rồi thì mình phải tranh thủ làm sao khi chúng ta bỏ cái nhà này thì linh hồn chúng ta phải sang thế giới khác. Như ông nội chúng ta nói, như cha ta nói hồi nãy, ông nội con về thế giới khác rồi. Và thế giới khác phải làm sao cao hơn thế giới này, thế giới sau phải cao hơn thế giới trước. Nếu mà không được về cõi Phật thì ít nhất cũng phải về cõi trời. Chứ nếu như cái thế giới sau mà chúng ta đi xuống tới dưới nữa thì nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên ông ba ông cho biết rằng tu hành không Phật thì tiên, không quân thì bá cũng quyền công khanh. Ráng tu đi, không có làm Phật cũng làm tiên, không làm tiên cũng làm vua. Mà nếu không làm vua cũng làm những cái vị bá quan giàu có trong xã hội lúc bây giờ. Ông ba nói rất rõ. Và ngày xưa Đức Phật đã phát một đại nguyện rồi: nhất thiết chúng sanh bất thành Phật quả, ngã thể bất thành Phật. Nếu như có một chúng sanh nào không thành Phật, ta thề ta không thành Phật. Vì thế không? Đức Phật phải nói phát một đại nguyện hết sức là mãnh liệt. Và Đức Thầy chúng ta ngày hôm nay, ngày cũng phát một đại nguyện: thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bày tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Kính thưa đồng đạo, cho nên mình hết sức thương thầy về tội nghiệp thầy. Vì mình, vì để cho chúng ta không còn nghi ngờ. Bởi vì chúng sanh tu hành mà cứ nghi ngờ hoài à, tu hành mà mãi năng nghi sợ ta gặp gặp đúng kỳ cho dân nè. Cho nên thầy mới phát một cái đại nguyện: nếu như mà tu mà không được cái gì đó, thầy không làm người. Cho nên đây là lòng từ bi một vị hòa Phật đó. Hay hoặc là nếu chừng nào khai tông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về được thanh tịnh. Mà thầy khi trao lời của ông Táo, thầy giải rất rõ vấn đề này, thì nói không hết á. Như vậy thì bài học thứ ba này chúng tôi nhắc lại là chúng ta phải tin được rằng có kiếp sau, phải tin rằng có cõi Phật, và đồng thời chúng ta phải tin rằng có cõi địa ngục. Để chúng ta phát triển lên, tăng hóa lên, chứ chúng ta đừng để đi xuống. Mà đồng đạo nhớ giùm tôi nghe,
Chúng ta đi lên thì khó lắm, mà đi xuống thì nó dễ. Nếu như mà chúng ta lỡ mà mình kiếp này là không chọn, mình rơi vào ba con đường ác đó. Tôi chưa nói địa ngục súc sanh, địa ngục ngạ quỷ, mà chỉ cần chúng ta lỡ như kiếp sau mình thành súc sanh thì sao? Mà thầy dạy là chuyển luân trong nhân vật các loài căn mã làm điều dạy dột nè. Nếu mà chúng ta thành súc sanh thì mình biết đường tu không? Khó dữ rồi nghe. Lỡ mà thành súc sanh rồi, quý vị ơi, nhìn thấy chúng ta nói này mình hiểu liền ha. Bởi vì nó hằng ngày nó sống chúng mình nè. Lỡ mình thành súc sanh là làm sao mình biết niệm Phật? Làm sao biết nghe Pháp? Làm sao biết ăn tương mà tu hành? Làm sao biết cúng lại? Phải không? Vì vậy cho nên chúng ta được thân người là một cái điều may mắn muôn thở rồi. Chúng ta ráng làm sao càng ngày càng đi lên nha. Cho nên ông Thánh mới dạy là tùng thiện như đăng mà tùng ác như băng vậy đó. Làm lành như leo núi vậy đó. Lên từ từ, từ từ vậy nè. Mà chúng ta làm ác thì như núi lở vậy đó. Băng là lở, xuống một cái gập. Rồi xong. Giống như rơi vực thẳm vậy đó, cái mộng là xong. Và từ vực thẳm đó mà chúng ta muốn bò lên núi nha. Một con kiến nè, một con gà nè, một con súc sinh nè, mà nó muốn tu mà trở thành thành người thì biết bao nhiêu kiếp không? Hằng hà xa số kiếp thành người đó. Chúng ta đi lên nó khó mà đi xuống nó dễ vậy đồng đạo à. Sẵn đây chúng tôi nói luôn về luân hồi. Cho nên chúng ta biết rõ rằng đây học Phật đó. Nó nhiều lắm, nó thiên hành vạn trạng, mà ở đây chúng tôi chỉ đưa ra ba điều Phật thôi. Và khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì giờ này tự chúng ta hiểu là mình phải tu thôi. Phải không? Phải tu thôi. Chứ nếu không tu rồi chúng ta không thoát khỏi con đường khổ. Đó là điều đương nhiên. Nếu không tu là chúng ta sẽ đi xuống ba đường ác. Nếu không tu là chúng ta không bao giờ hoàn toàn gieo nhân lành để hưởng lấy quả lành. Chỉ có người tu mới hoàn toàn gieo nhân lành. Chỉ có người tu mới thoát được con đường khổ. Và chỉ có người tu chúng ta mới thăng lên các cõi trên, không còn đi xuống như chúng ta nói nãy giờ nữa. Rồi giờ tu gì đây? Đặt thêm câu hỏi tiếp theo. Như vậy thì thầy mới xác định yếu tố đầu tiên là tu nhân. Tu nhân trước đi. Tu nhân xong rồi tiếp tục tu Phật. Mà nếu chúng ta chưa tu nhân mà mình tu Phật thì không được. Bởi vì đó chỉ lý thầy có dạy chúng ta tu Phật mà. Như trong bài Giếng Làng Mỹ Âu Đông thầy dạy là tu Phật tu tiên đó. Tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Như vậy thì trước khi tu Phật, trước khi tu tiên thì yếu tố đầu tiên tu nhân trước. Có nghĩa rằng chúng ta phải hoàng, phải làm tròn nhân đạo. Mà thầy dạy là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Nếu như đạo nhân mà làm không tròn rồi là chúng ta không đi xa được. Nếu đạo nhân mà không tròn rồi giống như tôi dạo dị xây một căn nhà mà không có móng, không có nền mà không có nền móng. Thì như vậy thì nếu xây căn nhà không có nền móng thì căn nhà này thành không? Không thành. Mà nếu dầu có gượng ép thành căn nhà thì không bền. Vài ngày, vài bữa, vài tháng, vài năm bị giông to, gió lớn thì nhà nó sụp. Những cái nhà mà sập đó là do không có nền móng đó. Như vậy thì người tu chúng ta mà giờ này mình không tu nhân thì tương lai chúng ta không thành Phật quả được. Không thể nào chúng ta thụ hưởng được cái căn nhà hồi nãy mà tôi vừa trình bày đó. Không được. Cho nên khái niệm tu nhân là khái niệm căn bản nhất trong cuộc sống loài người chúng ta nói chung, không thiên về tôn giáo đạo Phật cũng như Phật giáo Phật học. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay tu nhân thay là đức thầy thì chúng ta làm gì đây? Thì tôi cũng đưa ra ba yếu tố tu nhân thôi. Nhiều lắm. Vậy thì ngay giờ này người tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, cái căn bản nền tảng tu nhân đầu tiên không ngoài tứ đại trọng ân. Đây là tu nhân đầu tiên. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta bàn là bàn những cái thực tế nhất, những cái gần gũi nhất. Chứ chúng ta không nói đến Bát Nhã Tâm Kinh, không nói đến Kinh Kim Cang. Có những đồng đạo chúng ta ngồi bàn tròn ngồi quán cà phê quý vị bàn dữ lắm. Bàn nghe giải thoát kế bên không à. Mà điều này tôi cũng thường gặp vấn đề, tôi cũng thường bàn qua vấn đề này với đạo khác này. Thực tế thì không nói. Bàn cái chuyện là gần như cái người chứng đắc rồi vậy đó. Nhưng mà dòm lại gia đình ông này thì không ổn rồi. Phải không? Cha mẹ ông thì khổ không lo. Không giao thằng Út không à. Đó, rồi đó, vấn đề đối với nhà nước thì cũng không xong. Đối với mọi người xung quanh thì kẻ thương người ghét. Mà buông ra thì mở miệng thì bàn cái việc giải thoát không à. Vậy thì chúng ta chỉ nằm mộng thôi. Bởi vì theo một cái chân lý về một cái con đường đi nước bước thầy dạy ở đây thì bắt đầu phải ở nấc thang đầu tiên. Cho nên đây là một nấc thang căn bản nhất trong đời tu chúng ta về tứ đại trọng ân. Mà giờ này thì bài tứ ân đồng đạo đã làm lòng rồi. Nếu như một con người tu, tôi cho quý vị tu giỏi cái nào
mà chúng ta phụ đẩy cái ơn tổ tiên cha mẹ là chúng ta không đi xa được. Bởi vì lúc bây giờ mình trở thành đại bác hiếu rồi, rồi lại có những cái tình tiết mà chúng ta nói ra thì thấy nó kỳ, mà không nói không được. Nhiều khi cha mẹ ở nhà còn sống, tức là hai vị Phật sống ở nhà, chúng ta không lo. Tớ rằm, tớ lễ đồ, đi chùa đồ cúng dữ lắm. À, cúng Phật tượng thì cúng không có ngát. Mà về nhà lo ông bà cha mẹ ở nhà, Phật sống ở nhà lại ngát. Nhiều khi nạnh cho thằng Út, nạnh cho chị hai, nạnh cho anh ba. Phải không quý vị? Đó nó có, những cái mà tôi nói nó có trong xã hội này. Vì vậy cho nên vấn đề này chúng ta phải hết sức là nhạy cảm. Cái quan trọng là giờ này mình lo cho cha mẹ mình trước đi. Bởi vì mẹ cha là cái trọng ân dưỡng nuôi biết lúc thân dưới già nè. Thì đây chúng tôi nói một số điều đơn giản thôi, chứ không phải ở đây chúng ta trình bày ân tiên cha mẹ. Như vậy thì một con người sống trong cõi đời này mà nếu lo tròn chữ hiếu rồi đó, thì người này sẽ lưu danh muôn thở. Người này là phải nói rõ là đã có một cái cơ hội về dự hội long qua rồi, và có cơ hội giải thoát rồi. Mà ngày xưa Đức Phật đã dạy rất rõ rồi: thượng báo tứ đại trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nếu ai thọ trì theo phẩm báo tứ ân thì sẽ được siêu diệt sanh tử và có mặt trong long qua đại hội mà. Đức Phật đã dạy trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rồi. Nếu như chúng ta đền đáp được tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ nè, ân đất nước nè, ân tam bảo nè, ân đồng bào nhân loại, thì cái người này là gần như không có rơi vào ba đường ác, ba con đường chúng ta bàn hồi nãy đó: súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục đó. Vì vậy cho nên trong lời của Đức Phật Thầy Tây An trong sấm truyền đó, thì Phật Thầy cũng dạy hết sức là rõ rồi: loài cầm thú còn hay biết ổ, huống chi người nó bỏ tứ ân. Cho nên con người sống trong cõi đời này phải nhớ đến tứ ân. Đây là nền tảng căn bản nhất mà Thầy đã dặn dò rồi. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Đức Thầy dạy ông Cò Tào Hảo rất nhiều phương pháp môn tu thượng thừa. Nào là rài tỉnh ngộ ấy hà quyết dứt, nào là cầu tu cho đạt ngũ hương, nào là phá ngũ quẩn đức trần tham ái, nào là ngày nào đắc được lục thông. Nhưng mà cuối cùng Đức Thầy kết sao? Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn. Nói vòng 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 lại một lát, cuối cùng rồi cũng trở lại tứ ân. Nếu mà rời cái này là không được. Rồi chẳng những vậy mà Thầy dạy Phan Châu Bá cũng vậy đồng đạo à. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tăng chứng nghiệp, thiền từ Thầy rước lại non bồng. Mà muốn làm được cái này làm ơn đọc tiếp thêm 4 câu nữa: non bồng chư Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hương bề danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình. Phải không? Tứ ân nữa, tức là phải thực hiện chữ trung chữ hiếu nè. Giờ này chúng ta niệm Phật không trung không hiếu là không có tiêu được nghiệp chướng đâu đồng đạo à. Muốn tiêu được nghiệp chướng thì phải là con người hiếu thảo, con người tận trung tận hiếu mới tiêu được nghiệp chướng được. Cộng với niệm Phật chúng ta mới giải thoát được, nó không hết. Thì đấy là chúng tôi muốn nói về cái cách tu nhân thứ nhất, tức là tứ ân. Và cái phương pháp tu nhân thứ hai, nó gần gũi thực tế nhất trong bản thân chúng ta. Cái cách tu nhân thứ nhất là cách ứng xử với tứ ân. Còn cách tu nhân thứ hai này là bản thân chúng ta. Chúng ta có hành động, chúng ta có lời nói, và chúng ta có tư tưởng. Thì đây là cái thực tế nhất. Cái này là cái quan trọng, cái tạo nghiệp nè. Lành hay dữ cũng đều do cái này nè. Cái này là cái lên hay xuống do cái này nè. Nếu như một cái người mà có hành động lành, có lời nói lành, có tư tưởng lành, thì người này không bao giờ đi xuống, đi lên, đi lên cõi trời, đi lên hoài luôn. Mà nếu như người này hành động chẳng lành, lời nói chẳng lành, tâm thì tà phẩy, thì người này bảo đảm quý vị, người này mạng chung chứ đi xuống. Như vậy thì có đồng đạo hỏi tôi rằng: Đức Thầy dạy 10 cửa xem thấy ghê hồn, vậy thì chúng sanh tạo nghiệp nào mà rơi vào 10 cửa ngục? Thì tôi nghiên cứu, tôi khẳng định rằng chúng sanh phạm vào 10 điều ác: sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, mắt khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân ngộ, mê si. Lúc bình sanh, nếu chúng sanh nào phạm 10 điều này, bảo đảm quý vị, người này sao mạng chung sẽ rơi xuống 10 tầng địa ngục, khẳng định luôn. Thấy không? Bởi vì cái người này gần như không có còn, nói chung không còn sai rồi, cái người đời không có dụng được rồi. Thí dụ giờ bản thân mình nè, mà mình còn 10 điều ác này, đồng đạo coi trong nhà mình, cha mẹ anh em mình thương mình không?
sớm chờ chịu không? Không chấp nhận. Một ác hai ác là đủ chết người ta rồi, đừng có tới 10 ác gì vậy. Thì như vậy thì đây là cái tu nhân căn bản nhất nè. Muốn thành tiên thành Phật phải làm cái này cho trước nè. Mà cái này không xong rồi là cái đường về tiên Phật không có luôn, cắt tuyệt đường luôn. Và đặc biệt con đường tu này theo tôi không khó đồng đạo à. Chỉ cần đồng đạo sống trong cái biết của tôi, biết được hành động mình đang làm gì, biết được mình sắp sửa nó ra là nói cái gì, biết được trong tâm của mình đang suy nghĩ cái gì. Nếu chúng ta học được ba chữ biết này thôi là chúng ta thành công. Vì vậy cho nên hôm nay muốn làm cái gì thì mình phải biết được rằng cái việc làm mình này tà hay chánh. Bởi vì trước khi làm mình tính trước rồi, mình có lập trình trong tâm. Trong tâm mình là cái máy vi tính, nó lập trình rồi. Lập trình là ngày mai làm gì, mốt làm gì, bữa kia làm gì, tính trước. Vì vậy cho nên khi cái lập trình này bắt đầu nó dệt thành chữ, nó tính đó, nó đưa về bộ não trung tâm đó, thì lúc giờ chúng ta suy nghĩ. Mà thầy dạy sao? Lấy tâm lấy trí xác sôi, hoặc là lấy tâm thần làm chủ mấy màu. Chỉ cần chúng ta phụ vào cái suy nghĩ, chúng ta đừng hấp tấp, đừng có vội vã, mà chúng ta phải suy nghĩ lại việc làm này coi, mình làm chuyện này có phạm vào sát sanh không, có phạm vào đạo tặc không, có phạm vào tà dâm không. Nếu không thì làm, có thì thôi, vậy thôi, ai ép mình đâu, quá dễ rồi, phải không đạo? Vậy thì bây giờ mình biết được rằng cái việc làm mình bây giờ nó thiện hay ác. Nếu nó thiện thì chúng ta làm, ác thì thôi. Và đặc biệt khi cái khẩu chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nói ra thì gần như mình phải biết được rằng cái lời nói mình nói sao, nó có lưỡng thiệt không, có nói là hai chiều không, có nói là ý thị không, có nói là ác khẩu không, có nói cái lời vọng ngữ không. Nếu có thì chúng ta đừng nói, mà nếu không có thì chúng ta cứ nói, dễ thôi. Cái quan trọng muốn nói đây là chúng ta phải kiểm chứng lại trước khi xuất bản. Giống như một cái nhà xuất bản, đồng đạo biết không, khi người ta ra một cuốn sách đó, người ta phải sàng lọc, phải kiểm chứng lại, nào là kiểm chính tả, nào là kiểm nội dung, coi coi nó vướng cái này có ảnh hưởng đến tôn giáo không, ảnh hưởng đến chính trị không, người này kiểm qua người kia, người kia kiểm qua người nọ, rồi cuối cùng ta mới xuất bản. Như vậy thì giờ này nếu chúng ta muốn xuất bản lời nói của mình, phàn hả xuất bản, mình phải bắt đầu mà kiểm coi mình nói này có nói sao. Cho nên tư tưởng phương Tây mới nói rằng là trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Và danh ngôn cho biết rằng lời nói như thể tên bay, không nên bắn bậy lọt vào tay người khó nhổ cho ra. Cho nên người tu không khó lòng, chỉ cần chúng ta đừng hấp tấp, đừng vội vã, chúng ta từ từ kiểm chứng lại lời nói của mình thì tôi tin chắc rằng mọi việc yên. Nhưng mà nói thì nói lý thuyết vậy, thật ra khó kiểm gì. Gặp ông chồng cái tánh ông khó khăn quá thì khó kiểm dữ rồi, thấy không? Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta muốn kiểm chứng được cái lời nói hành động của mình thì cái quan trọng là ý tưởng của mình, cái ý là ông chủ á. Hành động tư tưởng là đầy tớ thôi đồng đạo à. Bởi vì việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai nè. Cái hành động của mình là do cái tâm hồn, do cái tư tưởng mình nó khiến sai. Mà nếu như một cái con người mà tư tưởng không còn tham lam, không còn sân nộ, không còn mê si, thì tôi tin chắc rằng con người này là tuyệt vời, không có còn nói cái lời ác, làm việc ác nữa. Cho nên quy cho cùng đó, cái pháp môn tu nhân thứ hai này quy cho cùng là chúng ta phải trở lại để mình kiểm chứng lại cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình còn tam độc chướng tham sân si, nếu cái tâm mình nó còn tà vậy thì không bao giờ chúng ta có hành động là nó tốt được. Thầy thì dạy việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai, Phật dạy là khẩu dục cho duyên ý dục. Vậy thì việc làm và lời nói có phải do ý không? Do đó cho nên giờ này nó dễ thôi. Nếu muốn việc tham lam sân nộ mê si không khó đồng đạo à. Đức thầy dạy công thức dễ lắm, nó có mấy chữ à, nó có 6 chữ à. Ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới độ tham sân si. Thầy dạy dễ tu quá đồng đạo. Chỉ có bố thí nè, có nhẫn nhục nè, có trì giới nè, 6 chữ thôi. 6 chữ là tu đắc đạo rồi quý vị. Đúng đạo Phật phải không? Ít câu mỹ nhiệm sâu. Vì vậy cho nên giờ này khi mà diệt trừ cái ý này thì đồng đạo chúng ta phải bố thí.
Đồng đạo chúng ta phải nhẫn nhục, đồng đạo chúng ta phải là trì giới. Nếu có bố thí, có nhẫn nhục, có trì giới thì lo gì hành động mình xấu ác, lo gì lời nói mình là khẩu nghiệp. Tâm chúng ta tốt rồi, mảnh đất này tốt rồi, thì xin thưa rằng chúng ta trồng cái gì xuống đây cũng tốt hết. Còn mảnh đất này xấu, đất phèn rồi, trồng cái nào là chết cái đó, đúng không? Vì vậy cho nên tâm chúng ta là mảnh đất, mình phải làm sao mà mình phải giữ cái mảnh đất màu mỡ này cho nó tốt, thì lúc bây giờ lời nói và việc làm chúng ta rất là tốt. Đó là cho tôi chỉ đơn cử thôi. Còn đồng đạo muốn chuyên sâu vào đây thì xem lại các chuyên đề về thân nghiệp này, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mỗi chuyên đề một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói rất rõ vấn đề này. Và cái thứ ba nữa đây, cái tu nhân thứ ba đây, thì không ngoài cái phần đầu của tám điều đoạn cấm, tức là điều đoạn cấm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Sáu điều đoạn cấm này nó rơi vào cái chỗ tu nhân. Đến điều thứ bảy là tu Phật à, đến điều thứ tám là Bồ Tát hạnh à, phải không? Cho nên nếu nói tám điều đoạn cấm là học Phật, là tu Phật cũng không đúng nữa. Trong đó nửa tu nhân, nửa tu Phật. Vậy thì người tích đồ là Phật giáo và hảo, chúng ta nói sáu điều hơi nhiều. Một điều đầu tiên mà làm được, chúng ta hoàn thành đạo nhân rồi gì? Ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời cho đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý, tam căn ngũ thường. Vài dòng chữ thôi là xong rồi đó, phải không? Đọc nghe nó thuộc lòng, nó dễ quá mà làm khó, cực kỳ khó. Nói mà ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời, đàn điếm thôi là làm cả đời cũng chưa xong nữa gì? Phải không? Trừ khi những con người ăn chay, những con người có một tinh thần Phật giáo, có một sự nghiên cứu rồi mới hoàn mai. Cho tôi thấy trong đạo mình, đồng đạo mình còn uống rượu đó nghe quý vị. Đồng đạo mình còn mua số đó nghe. Số đuôi thì tôi không biết nha, số cái tiếng tôi thấy hoài đó quý vị à. Rồi giờ sao đây? Đạo nhân cái này rồi sao đây? Suy nghĩ giùm tôi coi. Anh em đồng đạo mình vẫn còn uống rượu nghe. Mà đồng đạo uống rượu đỡ nghe. Anh em trong ban trị sự uống rượu mới ghê chứ. Vậy là có rồi phải không? Bữa nay có ông đại diện tỉnh ông ngồi đây nói gì có đụng chạm gì không nữa đây, thấy không quý vị? Quý vị thông cảm à, là thật mất lòng à. Cái này mà chúng ta làm không xong nữa là đòi lòng tiên là Phật, ai chứa mình? Ông Phật gặp mình đuổi về, bây giờ ông đuổi về à, thấy không? Cái này là cái căn bản đầu tiên nhất của người tu chúng ta, mới có mấy chữ đầu tiên là vướng rồi. Do đó cho nên thấy vậy đó, nghe ông Chí Tâm nói gì cũng dễ nha, nhưng mà không phải dễ đâu. Văn tự nó dễ, mà chúng ta hành động rồi mình mới cảm nhận được, không phải đơn giản đâu quý vị à. Nói mà có mấy chữ này vướng rồi, tôi chưa nói tới giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Nói mà cái từ luân lý thôi là chúng ta thấy là mệt với nó rồi đó. Chưa nói tới tam căn ngũ thường nó không hết đâu. Đồng đạo cũng cần nghe lại đề tài tám điều đoạn cấm. Ở đây chúng ta chỉ trình bày, chỉ đưa ra cái phương hướng thôi. Rồi bên cạnh đó đồng đạo thực hiện được hai điều đoạn cấm tiếp theo, điều thứ nhì và thứ ba đó, trong tu nhân thì chúng ta ổn liền. Bởi vì người tu mà cần kiệm xuất sắc làm ăn. Rồi điều thứ ba là ta chẳng nên ăn xài chân giọt, thấy quá, chỉ cần hai cái phần đầu này thôi là chúng ta thấy mình thành công rồi. Lúc bây giờ không muốn giàu cũng giàu nữa. Cho nên hỏi tại sao Phật giáo hỏi mình giàu chứ gì? Một năm mà làm từ thiện hàng nghìn tỷ đồng, nửa nhiệm kỳ làm từ thiện là mấy nghìn tỷ đồng hả đồng đạo? Cái báo cáo bữa nay là bao nhiêu? Mấy nghìn tỷ, tôi nhớ hồi sáng tôi đi dự ở trên cái điểm ở trên Mỹ Đức nè, mấy nghìn tỷ đồng á, giàu dữ lắm luôn á. Tiền đâu nhiều vậy? Thì do cần kiệm sốt sắng nó làm ăn nè, thấy không? Trong đạo chúng ta lạ lắm quý vị ơi, về vấn đề xây dựng những cái trụ sở thì chúng ta nhiều khi mình không có đủ tiền làm, một ban sự làm, ban sự chưa làm, mà còn về nói về từ thiện đó là chúng ta hết mình rồi. Nói chung là tôi nãy là gì đâu biết không, nhiều khi làm từ thiện mà hết tiền lấy bằng phán đi vay luôn đó quý vị. Đi vay đó, đi vay lấy tiền làm từ thiện đó, chỉ có ghê đó. Tinh thần Phật giáo hảo mình là vậy đó, phải không? Thực tế là vậy à. Do đó cho nên đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta hết sức là biểu dương. Nhưng mà thường thường thì tôi nói về tôi phước, tôi không nói về này nhiều. Cái quan trọng là chúng ta nói cái việc làm còn thành quả, thôi để người ta khen đi, mình đừng có khen. Ha, để người ta khen mình đi, mình đừng có khen, để nhà nước ta khen được rồi. Để tôn giáo bạn khen thôi. Cho nên tôi không nhớ số lượng là vậy đó, tại tôi không quan tâm. Chào sáng này tôi nghe đọc là mấy ngàn tỷ, tôi không quan tâm tới.
Tôi chỉ quan tâm là giờ này chúng ta làm gì thôi. Còn cái kết quả được, được cái gì gì thì tôi không quan tâm. Bởi vì cái này nó đã cái có rồi, quan tâm gì nữa. Cái quan trọng là cái nhân. Còn cái quả thì chúng ta lo cái nhân đi, cái quả tự nhiên nó thành. Do đó cho nên tám điều cấm đó thầy là một cái thềm thang căn bản trong tu nhân. Chỉ cần đồng đạo thực hiện ở ba cái điều đầu thôi, giống điều thứ nhất hồi nãy, thì lúc bây giờ chúng ta phải nói rõ là tròn nhân đạo rồi. Và khi chúng ta thực hiện được cái điều này rồi thì mình hãy tính vấn đề tu tiên, vấn đề tu Phật. Tu tiên thì chúng ta mới làm từ thiện tiếp tục nữa, mà thầy dạy là phước nhiều tiến cánh lên rồi nè. Và khi đạt ở chỗ, muốn đạt ở chỗ tu Phật thì bắt đầu chúng ta tiếp tục thêm cái bài bát chánh đạo, thêm điều đăng cấm thứ 7, thứ 8 là chúng ta là thành Phật rồi. Và nếu không thành Phật nữa thì chúng ta ráng tu thêm pháp môn tịnh độ. Đó là pháp môn tu Phật. Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì quan trọng như chúng tôi đã giờ là cái tu nhân, là cái thềm thang quan trọng, thì nó không hết. Như vậy thì trở lại trong cái chuyên đề học Phật tu nhân ngày hôm nay thì chúng tôi đã trình bày rồi. Xin nhắc lại, về học Phật chúng ta lưu ý dùm ba điều. Cái điều thứ nhất là ông Phật dạy về tinh thần nhân quả. Cái điều thứ hai là ông Phật dạy chúng ta ngày giờ này có người sống trong cõi đời này có tám nỗi khổ, mà thầy dạy là cảnh thế gian dường thể chốn ao tù trong biển khổ mang thoát nạn. Và chỉ có người tu chúng ta mới hưởng được cái cảnh cực lạc, cái cảnh tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo đặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đắc. Và cái thứ ba nữa, nhờ học Phật mà chúng ta biết được mình có kiếp sau. Nhờ học Phật mà chúng ta biết được cõi trời, biết được cảnh cực lạc, và đồng thời chúng ta cũng biết được sáu nẻo luân hồi. Khi sanh làm người lúc đọa địa ngục, khi sanh làm trời lúc đọa quỷ đuối quỷ đói, khi sanh làm Atula lúc đọa súc sanh. Nhờ học Phật ở cái phần này, thứ ba này, mà chúng ta biết được có địa ngục, thiên đàng hay chẳng mà Đức Thầy dạy. Và khi chúng ta học được ba điều này rồi, mình bắt đầu áp dụng trong đời tu của mình. Lúc bây giờ mình đã có được một tri thức rồi, mình đã thoát được cái cảnh gọi là mù rờ dối rồi, mình đã thoát được cảnh dị đoan mê tín rồi, và mình đã thoát được cái cảnh thời cuộc thiên cơ rồi. Bởi vì cái mà ta trình bày nãy giờ đây là cái chất thật, cái chân lý giải thoát, phải nói rõ. Thì nếu người tu mà nhận định như nãy giờ chúng ta trình bày thì chúng ta đi đúng hướng. Và khi đúng hướng rồi, bắt đầu chúng ta tu nhân, tức là thầy giải. Vậy thì bắt đầu hạ thủ công phu, bắt đầu là chuẩn bị ba ngôi thờ cúng, bắt đầu ăn chay những buổi chay đầu tiên một tháng 4 ngày, một ngày cúng lại 2 thời. Và sau đó là chúng ta bắt đầu hành xử tứ đại trọng ân. Bên cạnh hành xử tứ đại trọng ân xong thì đồng đạo phải dòm lại chính mình. Trên con đường tu chúng ta, khi chưa tu mà nhìn đằng sớm không à, nhìn sớm trên sớm dưới coi ai có cái gì không, đặng chúng ta có ý kiến chuyện người ta, nhà người ta, cái mình đem vào nhà mình tự động cái nghiệp của người ta mình kéo vào nhà mình cho có nghiệp chơi à. Còn giờ này chúng ta tu rồi thì làm ơn mình nhìn lại mình, nhìn hành động của mình, nhìn lại lời nói của mình, nhìn lại tư tưởng của mình, coi nó làm sao. Nếu nó ổn thì tốt, mà nếu nó không ổn rồi thì chúng ta phải sửa sang. Mà Đức Thầy dạy là sát trần tục như cây cảnh khớp, làm hiền lành nắc phải tí mòn, đẻo với bào điếc nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Thì giờ này chúng ta nhìn mình, nếu đồng đạo phản quan tự kỷ bổn phận sự, nếu đồng đạo coi rồi phải thân mình tự trị đó, thì Đức Thầy nhất định sẽ dìu dắt chúng ta. Còn nếu như chúng ta coi rồi mà thân mình không tự trị đó thì chẳng độ xong, Phật khó dắt nhiều. Chúng ta xem rồi mình phải tự trị mình, mình có trị được mình rồi Phật mới dắt về mình được. Mà đằng này mình không trị được mình, 10 điều ác mình không tránh được, giới lực mình cũng không xong, thì xin thưa rằng chỉ có cách là chúng ta xuống địa ngục thôi. Bởi vì Phật bắt cứu vì tâm còn ác. Vì vậy cho nên pháp môn tu nhân ở đây chúng tôi đưa ra 3 phương pháp. Một là chúng ta hành tứ đại trọng ân, hai là chánh tam nghiệp, chừa thập ác hành thập thiện, và cái thứ ba là chúng ta giữ cái phần đầu của 8 điều đăng cấm. Thì bao nhiêu tôi tin chắc rằng đến cái ngày cuối cùng, cái ngày thầy về, tất cả chúng ta sẽ được gặp thầy, tất cả chúng ta sẽ cùng với thầy đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương, tất cả chúng ta sẽ được dự một cái buổi gọi là bồ đào rủ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc của hiện tôi chung. Tất cả chúng ta được gặp thầy, để rồi tớ thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chốn tù. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng làm xong nhiệm vụ của mình.
Thì kính thưa quý vị, cũng muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thật ra thì chúng tôi cũng đã hết ý rồi và cũng hết hơi rồi. Thì đạt đệ lễ này thì đây là điểm thuyết giảng sau cùng. Thì nãy giờ là tôi cũng dùng hết cái những gì mình đã có, cố gắng nói để cho đồng đạo và chúng tôi nghe rõ một chút. Gần như là nói chung thì giờ này thì tôi đã làm xong nhiệm vụ với một cái thể lực theo cái những cái đã có rồi. Muốn nói thêm nữa là chắc nói không nổi rồi, thì đồng đạo cũng thông cảm. Thì trong cái quá trình chia sẻ thì cũng trên dưới nãy giờ cũng khoảng 1 tiếng 15 phút đó đồng đạo, 1 tiếng 20 phút đó, qua cái chuyên đề là giáo pháp hoặc tu nhân. Thì hôm nay chúng tôi trình bày một khía cạnh nhỏ thôi, bởi vì đây là chuyên đề lớn. Thì nếu có gì sơ sót cũng ngưỡng mong quý vị cao niên kỹ trưởng của tổ đại của tức là quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, quý vị thì ngũ tri thức, thì bỏ qua và đóng góp thêm chúng tôi. Thì trong quá trình làm nhiệm vụ ở đây như các nơi khác thì chúng tôi rất là trưng cầu ý kiến quý vị. Và cuối cùng chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi lễ thuyết giảng hết sức là hoành tráng. Cảm ơn quý vị ban trị sự trong và ngoài địa phương của huyện Bình Tân về đây tham dự, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý đồng đạo xa gần, trên dưới khoảng hơn 500 vị về đây để ủng hộ Phật Pháp cùng chúng tôi, để chúng ta làm tròn cái nhiệm vụ này. Và cuối cùng thì ngày hôm nay cũng là ngày đại lễ khai đạo, thì cũng là cái buổi chiều 18 tháng 5 này mà cách đây 83 năm Đức Thầy lập bàn hương án cáo Hoàng Thiên, có sự chứng kiến Đức Ông Đức Bà và Đức Thầy khai giảng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Do đó thì giờ này mỗi kỳ lễ đạo đi qua, cũng như lời của vị sứ ngôn duyên hồi nãy nói là nói đầu tôi rất là tâm đắc, mỗi cái kỳ sứ lễ đạo đi qua thì mỗi đồng đạo chúng ta rõ ràng là già thêm một tuổi. Già thêm một tuổi đạo thì chúng ta già thêm kinh nghiệm tu, và đồng thời cái ngày mà Đức Thầy trở về nó càng gần, nó rút ngắn cái khoảng thời gian lại. Cho nên thì trong cái khoảng thời gian Thầy chưa về nè, thì khoảng thời gian này để thử thách ai thật tánh, ai người giả đạo. Thời gian không có Thầy ở đây, chúng ta ráng tu hành, ráng giữ giới luật, ráng học Phật tu nhân như chúng tôi trình bày nãy giờ. Thì tôi tin chắc rằng Đức Thầy ở một phương trời xa thẳm kia thì Thầy sẽ đối hoài lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này. Và hơn thế nữa, nếu chúng ta giờ này mà không làm, không kịp mà ngày Thầy về thì đương nhiên chúng ta đọa lạc. Cho nên chúng ta tranh thủ khoảng thời gian này, thời gian vàng ngọc này để mình làm cho trọn vẹn, để một ngày Thầy về thì chúng ta sẽ được Đức Thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.